Ok chưa? Rồi, kết nối với micro HF nè, mic nhôm mic xịn nè ha. Ok, với cái đèn led 4 tấc ha. Cái combo của nó đầy đủ là có lo bass nè, 4 tấc nè, bass tốt nè, không tốt lắm ha. Con 51 từ 140 nè ha, bass chuyên cho mạch MD9840 nè ha. Nó công suất của nó là 150W ha, 100W đến 150W. Đánh ok lắm á ha. Đây mình đang lắp chép 350 nè ha. Okay. Đối với mẫu mạch ICMD9840 á, nó có công suất 150W ha, tương đương với ICTB6D2. Như con MD này nè, nó bass nó chắc mạnh hơn, ok chưa? Nó lợi thế hơn con TB là về cái âm bass á. Ok nè, IC bên trong nè, nó boost áp lên nha, nó boost áp lên nó đánh nó mới lực được đó. Boost áp lên dạng DSP lập trình chống hú ha, DSP lập trình chống hú. Thì cái tiếng echo nó đặc biệt lắm à, thì nó chỉnh nếu mà bạn giảm echo xuống á, nó tiếng nó giờ gần giống như tiếng reverb á, nó khác với những cái echo truyền thống trước đây, BT2399 chẳng hạn ha. Thì mình không thể gần giống tiếng reverb được à, bắt buộc mình phải dạng lập trình. Lập trình thì mình tiếng ca nó rất là mượt ha, tiếng ca rất mượt à. Đây tất cả vol nè, echo nè, vol chép bass nè ha. À, đối với mẫu mạch này đánh 4 tấc đơn hoặc là 3 tấc đôi đánh ok luôn ha, ok luôn ha. Rồi thì phần lắp micro không dây thì nó cũng tương đối với là dễ dàng thôi, không có khó khăn gì hết á. À, chỉ việc lắp qua micro cắm vào thôi ha. À, tuy nhiên là mic bên mình thì nó cùng chân rồi, lắp vô thì dễ dàng lắm, còn với những cái mic khác mà nó khác chân thì phải kiểm tra kỹ càng ha. Đối với một mạch này nó có nguồn xung rồi. À, thì như vậy vừa chạy điện 220 vừa chạy bình ha. Ok, đây mình đang lắp bình nè. À, thì nếu như anh em chưa có bình thì là xài điện. À, xài điện hoặc nếu có bình thì cái nguồn xung lúc này là nó vừa sạc vừa xài. Thì cũng khuyến khích các anh em là mình sạc đầy rồi hắn dùng. Cái nếu dùng vậy nó mau hư bình lắm ha. Mau hư bình lắm. À, còn phần đèn led á thì nó cũng dễ dàng lắm. Đây. Nó có một cái đèn led nè, một cái mạch thu nè, đây lắp vô nè. À, mình đỡ rồi cho các anh em xem giá dở ha. Mạch thu nè, à, truyền điện lên nè, cắm thẳng vô bao mạch luôn, chỉ việc cắm thẳng vô thôi. À, nó có sẵn chất cắm. À, ok không? Rồi thì ở đây mình sẽ test nhanh về cái tiếng micro cho các anh em. À, test nhanh về tiếng micro. Một chỉnh độ mic phone là 1 2 5 6 5 6 8 1 1 1 2 4 6. Ok thì mình giảm echo lại chút xíu ha. Đó thì ra tiếng chúng tiếng reverb đó. 1 1 2 4 5 6 6 8 9 9 1 2 4 6. Ok, nếu mình đẩy echo lên tối đa thì nó thiên về echo nhiều hơn. 1 2 4 5 6 6 6 6. Ok, mình giảm nhẹ lại nè, ok không? 1 2 4 5 6 6 6 6 8 9 1 2. Ok không? À, thì đối với cái bass 4 tấc con 51 từ 140 thì đánh ok luôn á. Thử nhanh tiếng nhạc cho các anh em nè. À, nãy giờ mình cũng chưa có thử cho các anh em xem cái đèn led ha. Thì khi mình test micro á, đèn led nó cũng nháy theo luôn ha. Đây. Đây là cái dạng cảm ứng theo âm thanh. Cảm ứng theo âm thanh. 1 2 6 6 8 9 1 1 2 4 5 6 6. Đây. Đỡ vô cái màn. Màn lo nhìn thấy nó mới đẹp lắm. Cảm giác nó chạy vậy á. Lắp vô thì dễ lắm, bán vô không biết vô. Một hai cái sọ sọ đó, mình thấy cái dạng cái lo giống như nó xoay xoay vậy ha, nó xoay theo hay không. Một hai nó sọ sọ thì ta chín mờ một hai nó sọ. Cao thì khi mình lắp đèn led vô mình cảm giác như cái lo nó đang xoay tròn vậy á ha.
Rồi nói gì nói thì mình cũng phải thử cái nhạc cho các anh em để xem như đánh có lực hay không ha. À, giới thiệu đã đầu rồi đánh không có lực thì không ok chút nào ha. Đây để mình thử nhanh về cái âm thanh phần nhạc á. Chờ xíu bắt lại luôn tôi. Rồi được rồi nha, được rồi, thử nhạc. Chuyển qua nhạc có lời đi. Bơ Đắk Lắk vào mùa dẻo. Có gì hết ha, đánh nó quá mạnh ha, nổi mà nó rớt cả bình luôn, nhưng mà không có sao hết ha. À, không sao hết. Đó, ở đây là kiểm chứng bằng cái hiện tượng luôn ha, đánh nó mà cái bình nè, bình nó khủng khiếp lắm á, bình 20 hát nè, đánh nó rớt luôn. Đó thì mình quay qua điện thoại thì nói chung các anh em chưa cảm nhận được hết cái bass đâu ha, cái độ lực có nào đâu ha. Tuy nhiên ở đây là kiểm chứng bằng cái hiện tượng là cái bình ắc quy nè, nó rung lắc rớt luôn ha, kéo mạch rớt luôn. Tuy nhiên là không sao hết, mạch vẫn bình thường ha. Đây mạch vẫn bình thường, cấp nối nhanh lại cho anh tắt nguồn đi ha, nguồn đi. Đó mình thấy như vậy á, nó không có hư đâu. Chỉ sợ cấp điện sai hay gì nó mới hư thôi, rớt không bao giờ hư đâu, khó hư lắm. Đây mình thử lại tiếng micro cho các anh em lần nữa nè.
Cơ thì cái tiếng thì vợt nó đặc biệt lắm ha, mượt ha. À, tiếng tiếng ca tiếng của nó rất là trong, ca nó rất là ok ha, rất là tuyệt ha. Ok, thì ở đây mình giới thiệu nhanh cho các anh em ha, kết thúc video tại đây ha.